Thân chào các bạn. Mình đang đứng ở trên cái đầu dốc của một cái hẻm ở đường Hoàng Văn Thụ các bạn. Đi vào một cái hẻm lớn rồi bây giờ đi vô cái hẻm nhỏ này, lên cao lắm. Tại mình hỏi một số dân đây là ở phía trên cái sườn núi đây, người ta nói là có một số mộ á. Mình đi lên tham quan lại có thử những cái khu mộ xưa ở trên núi đây, là về trong đây cũng có này, nhưng mà đây đó thấy nó đóng cửa, không biết có không đi qua băng qua nhà ta mà. Phía bên kia kìa có khu mộ của hình như người người Hoa ấy, các bạn thấy có chữ Tàu. Có ai nhà không em? Em ơi, để mình hỏi thử có ai nhà không? Có ai nhà không? Mình lại đang coi tivi sao nó ồn như vậy. Đó, có khu mộ á. Thấy có chữ Tàu á. Không biết có phải của người Hoa không? Tại vì hồi trước mình quay một số mộ ở trên cái đường Tôn Thất Tùng đó bạn. Thì mấy bạn nói là cái mộ người Hoa chính là cái khu dưới đây, người Võ Văn Dũng này. Mình đi ở Võ Văn Dũng đi vào cái khu đây này. Thì rất là khó tiếp cận cái sườn núi này mà. Đây có một cái hẻm mình đi lên đây được á, chứ còn có nhiều cái chỗ là không lên được vì nhà ta xây đi hết rồi. Còn bây giờ bên đây là mình không thấy được. À, thấy mà một vài cái mộ trên cao á, thì có cái chữ Tàu không? Có ba bốn cái mộ trên cao, không biết cái khu mộ đó. À, trong đây mấy cái nhà đây người ta bỏ. À, mấy người đó ở trên này. Còn qua bên đây thì hồi nãy mình thấy có một cái số mộ hình như của người Việt các bạn, không phải người Hoa. Đây, chỗ đây. Phan Văn Thứ này. Sinh 38 à. Bên kia Bùi Lưỡng sinh năm 1900 mấy á. Xa quá mình thấy. Là thấy đây có hai cái mộ. Còn đây nhà ta ở. Mà từ nãy giờ cũng thấy người. Còn đây là một cái bãi rác. Bên đây cũng có một số mộ ạ. À, số mộ mộ đây hồi nãy mình vào mình coi rồi, người Việt không à, tiếng Việt, gần chục mộ đó. Của người Việt đây, như của người Việt ấy. Còn một số mộ vô danh, số mộ dưới đây là vô danh, thì cái này chắc là sau này rồi mà. Còn bên đây không biết cái đường lên đây, à trên đây có số mộ rồi bạn. Tại hồi xưa là trên sườn núi á, là người ta hay, hồi xưa trên núi là đâu ai ở mà, trên cái sườn núi đây là người ta người 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 mất người ta hay đem lên chôn trên sườn núi. Thì hồi xưa Quy Nhơn mấy cái chỗ đây vắng lắm, không có ai ở, gần như không ai ở. Thì mình đi vô đen khúc, thì nói chung đi vô mấy cái hẻm nhỏ sợ người ta không, người ta hiểu lầm. Thứ nhất, cái thứ hai là chó rồi nó sủa ồn ào. À đây có số mộ rồi. Ở đây toàn không có tên, đây có tên mà mờ quá. Còn mộ đây không biết là của người Hoa hay người Việt. Trên kia có một con giáo. Ở đây không biết bạn, đây mộ bia không không có tên. Còn đây của Việt Nam rồi, lập năm 03. À, phía trên kia cũng có mộ cũng tiếng Việt không ạ? Mười mấy cái mộ trên kia tiếng Việt. Chắc cái mộ đây thì chắc có người để nhang khói mà người ta sửa sang. Còn một số mộ đây thì để đây đặng vô danh. Phía bên đây qua là
Còn nói chung một cái dãy bên đây khó tiếp cận lắm bạn, khó lên lắm vì nhà cửa giờ người ta xây bít hết rồi. Nhưng mà theo mình thì cũng không phải mộ người Hoa mà. Đây nè, toàn tiếng Việt không à. Khu mộ đây toàn tiếng Việt không. Nói chung tiếng Việt hết rồi. Huỳnh Thị Trang, Huỳnh Cú Tám. Không biết cái mộ xưa đây nè, mộ xưa đây có người Hoa không? Mộ đây thì giờ cái bia không còn thấy chữ mà. Tình nhiên không thấy, ở à, đây. Đây cũng tiếng Việt nè. Ất Tỵ, Sao Lâm. Nói chung là mười mấy cái mộ đây cũng là tiếng Việt hết. Chung cho mấy người đây người ta ở sát với khu mộ luôn đó. Đây Huỳnh Thị Trang đây, khu 6. Bên kia Huỳnh Thị Đây, khu 6. Đây là hình như một cái khu mộ đây là của khu 6, người ta quy tập cho đây sao. Con cháu rồi họ Huỳnh nè. Huỳnh không à? Đúng là Huỳnh của họ Huỳnh. Một cái dòng họ. Còn đây là họ Nguyễn. Đây họ Trần. Đây là họ Huỳnh. Phía trên này nè, có mấy cái mộ phía trong. Trên kia cũng tiếng Việt mà. Nhìn xa xa của Nguyễn Thị Nhạn có tiếng Việt. À, như vậy mà một số bạn nói là cái khu trên đây là hồi xưa người Hoa người ta cúng kính rầm rộ lắm bạn. Mỗi lần mà dịp lễ Thanh Minh rồi gì đó thì người ta cúng trên đường Võ Văn Dũng này. Mấy người nói là anh đi là nhầm khu rồi, khu đó không phải. Nhưng mà trên đó chính là trên đó là mình mới thấy là cái mộ ghi tên người Hoa nhiều các bạn. Còn dưới đây này nãy giờ đó mình đi mình thấy toàn tiếng Việt không. Đây ở chỗ đường Võ Văn Dũng đi vào này bạn. Nó cái đường hẻm lớn kia anh đi vào á, rồi vô lên một cái hẻm nhỏ đi lên tuốt trên cao đó. Mà cũng may mấy cái nhà đây giờ người ta đi hết rồi. Đóng cửa ta đi làm hết. Chứ ở đây rồi đậu xe máy rồi là vô rồi. Chắc ta để ở dưới. Chu là họ cũng trồng lan trong rồi tùm lum. Cũng chăm sóc cây cối dữ không. Thế cũng có một cái vườn dễ thương. Nhưng mà xung quanh này dơ mà, xung quanh này nó rác tùm lum. Ở đây thôi khỏi, chắc khỏi sợ ngập rồi. Đó, hồi nãy khu mộ hồi nãy mình coi tiếng Việt. Chỉ coi bên đây là có mấy cái mộ người Hoa người ta quy tập. Đó, còn hai mộ đây cũng là tiếng Việt. Như vậy thì cái khu đây gần như là thấy gần như của người Việt. Tại hồi xưa người Việt người ta cũng chôn trên núi mà. Người Hoa chôn núi nhưng mà người Hoa ví dụ như là người ta hay tập trung là một cái địa điểm á. Thì theo mình nghĩ hồi xưa mình hay gọi nghĩ đi tàu là cái... Theo mình nhớ là cái khúc ở trên đường Tôn Thất Tùng đó bạn. Đi lên đó, đi lên trên núi đó. Mình nhớ cái khu đó là mình cũng nhớ không mát vậy mà sao mình lên mình quay thì đó khu đó là mộ người Hoa còn nhiều lắm ạ. Nhưng mà dưới đây là bây giờ bít hết rồi. Còn đây mình đi lên đây thì thấy toàn mộ người tiếng Việt không. Giờ đi xuống lại bạn. Đây, nãy mình đi lên rồi bạn. Xù cho nó lên tuốt ngang cao á. Ở đây nhà người ta đang ở. Đó, đi xuống chu cho cái dốc không phải là 45 độ. Dốc đây mấy cháu nó đi học về. Đi lên. Tội ghê. Không biết bên kia có đường lên núi này. Mình vô mình hỏi thôi. Cháu, bên đây có cái đường lên núi không con? Không à, không có à. Rồi mình đi xuống lại. Đó, dốc đi xuống rồi mà. Trời ơi, trời. Dốc. Giờ mình xe máy họ chạy lên tới đây. Đây. À, đây là nước của máy lạnh. Cũng sạch sẽ. Đó, hồi nãy mình đi lên cái đường hẻm đây mà. Đi vô đường hẻm đây nè. Đó, rồi lên cái dốc đây mà. Đó, đi lên một cái dốc đó đó. Lên tuốt trên núi đó. Chứ còn đây cũng khó tiếp cận với nhà. Bây giờ người ta ở sát hết rồi.
Giờ mình đi ra làng các bạn, mình đi xe đạp cho nó dễ đi vô mấy cái hẻm nha. Bây giờ mình đi xuống lại rồi đó, trên đó đã cao rồi, xuống đây còn cao nữa, còn một cái dốc nữa, mình đi xuống lại. Thả giống nó chạy ghê mà. Giống phải cái này đây chắc hơn 30 độ. Đây ra đường Hoàng Văn Thụ rồi. Đây rồi nãy mình ở đường Hoàng Văn Thụ đi vào rồi. Đây mình đi xuống lại đường Võ Văn Dũng các bạn. Hồi nãy là mình tính đi tiếp cận vô cái hẻm phía trên đây này nhưng mà không được. Tại vì vô đó là nhà nó sẽ bít ngang rồi bạn. Lên đây thì các anh chỉ là còn có được đường hẻm để mình lên trên núi đi hơi thông thả tí đó, cho đây là biết hết rồi. Mấy ngõ đi vô là biết hết rồi. Đây là đường Hoàng Văn Thụ, mình đang đi về phía đường Võ Văn Dũng đó, thấy nhà cửa biết hết rồi, không có đường vào. Mình đi lên tới đó may ra mới có đường vào, mà dưới đây cũng có mấy đường hẻm bự lắm mà không có vào được, và là phải đi ra lại nhà cửa nó sẽ biết nghe. Đây hồi nãy mình cũng vào cái hẻm này cũng không lên được rồi. Hẻm rộng giống như con đường đó, lên ở đó là biết luôn rồi, là biết. Đây là tới cái chung cư sát với đường Võ Văn Dũng rồi. Chỗ đây ngay cái đường Võ Văn Dũng này có cái con đường đi lên rồi bạn, hồi nãy mình đi lên đường đây là cũng không vào được đó, cái đường này vô trong đó là cũng biết rồi bạn. Đây là đường Võ Văn Dũng. Đây ngay trường học đây bạn, trường tiểu học này là đường Võ Văn Dũng đây. Đây là đường Hoàng Văn Thụ. À, mình đi một vài cái con hẻm cho nó đi vào không được, lên tuốt trên kia mới vào được bạn. Rồi còn đi xuống phía dưới đây này, đi xuống phía dưới đây. Đi xuống đây cũng có một cái hẻm nữa mà là đi vô thì hôm trước mình đi vô một lần rồi, hình như không có mộ. Còn cái hẻm chỗ đây thì hình như là vào được, hẻm đây thì bị bít rồi. Nhà bây giờ nó sẽ bít ngang hết rồi, không có đường lên núi rồi đó, sẽ bít ngang rồi. À cái đây có này, có đường đi mà bữa trước mình lên không có mộ á. Có một hẻm phía dưới đây, có một cái hẻm nữa. Chỗ đây nhiều cái hẻm lên trên núi luôn mà, nhưng mà giờ tiếp cận cái núi rất là khó vì người ta lấn chiếm rồi, lên tuốt trên cao rồi. Mình đi vô phải đi coi như phải leo bộ chứ còn không có đi xe được rồi. Ngay cái chỗ mà đường Hoàng Văn Thụ mà nối dài mà là chỗ đây cũng có một cái hẻm này. Đây là tới chỗ đường Hoàng Văn Thụ mấy bữa tới đây là tắt rồi mà, nối dài ngay đoạn đây này. Đây có cái hẻm đi vào đây, đây cũng bí nè. Hồi nãy em đi vô rồi cũng bí rồi mà. Hẻm này đi vô cũng bí rồi. Cũng bí không lên được rồi. Đó. Rồi cái hẻm đây nè. Cái hẻm đây thì lên được nhưng mà cũng không thấy có mộ các bạn. Hôm trước mình lên một lần rồi. Vô trong một cái lên tuốt trên sườn núi luôn mà không có thấy mộ. Hôm trước cái hẻm đây mình đi một lần. Đi lâu mà, đi mấy năm trước rồi. À, như vậy thì bây giờ đây ra tới đây là đường Trần Thị Kỷ rồi các bạn. Như vậy là qua cái khu vực cái đường Võ Văn Dũng rồi. Đó là một cái khu vực đây là mình đi lùng hết đó mà không thấy cái đường vào để tìm mấy cái khu mộ của người Hoa xưa. Nếu mà đúng cái khu mộ người Hoa thì mình nghĩ là nó phải nhiều rồi.
chứ con không rải rác được. Thì hồi nãy giờ là rải rác thì không phải rồi. Đây là cái đường này đi vào này. Đây thì hôm trước mình đi lên, mình quay cái có một clip lên tuốt trên núi rồi cái đây mà không thấy mộ. Tôi là cái dốc này cao hơn, đi xe đạp lên không nổi, giờ phải đi bộ. À thôi mình xin dừng video đây các bạn. Đây đường Hồng Văn Thụ nó dài các bạn, cái đoạn ở đây là đoạn dốc. Ồ, cái dốc kìa. Đây là nó dốc xuống, dốc cũng phải là mười mấy độ thôi. Thôi xin thân ái chào các bạn. Mình cũng cố gắng tìm những hình ảnh xưa cũ quay các bạn tham quan cho biết, nhưng mà bây giờ là hơi khó, cái nào quay được thì mình quay. Thôi xin chào các bạn.